chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em làm một video giới thiệu tới mọi người 3 mẫu sản phẩm về máy lọc không khí trong ô tô để mọi người có thể tham khảo và lựa chọn. Vâng, 3 mẫu này nó có 3 thiết kế khác nhau, 3 hình thức khác nhau: hình tròn, hình chữ nhật và hình dài như một cái pin. Đây, anh em nhìn trong tất cả sơ qua các cái mẫu và cách hướng dụng, hướng dẫn sử dụng, nguồn điện của nó đều vào là 5V. Vâng. Và nó được test rất là cẩn thận trước khi tung ra thị trường và đưa đến tay người tiêu dùng. Em mong rằng những cái chia sẻ vừa rồi sẽ cũng góp ích một phần nào đó cho anh em đang có nhu cầu tìm hiểu và mua về sản phẩm này. Anh em có cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.